Thưa quý vị, ngày 7 tháng 8 năm 2023, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các công nhân thuộc công ty Kensport tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, các công nhân viên công ty đã được nghe Trung tá Trương Minh Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2023. Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, đồng thời có những trao đổi về các kỹ năng tham gia giao thông với các công nhân viên công ty. Qua đó khuyến cáo đến các công nhân viên, người tham gia giao thông lưu thông khi giờ tan ca trên các tuyến đường và các nơi tập trung đông người để đảm bảo an toàn giao thông cho mình và người khác.